Tại chợ đầu mối Thủ Đức, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 cơ sở có gần 7 tấn củ cải trắng, củ cải đỏ đã được làm trắng bằng hóa chất. Số củ cải này trước khi ngâm sẽ được đưa vào máy rửa qua cho hết bùn đất, sau đó đem ngâm với thuốc tẩy nhằm tẩy trắng trước khi đưa ra thị trường. Một cơ sở khai nhận là thuốc tẩy được mua trôi nổi trên thị trường với giá 40.000 một kg. Số củ cải sau tẩy trắng sẽ được đưa đi tiêu thụ với giá là 4.000 một kg. Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức là nơi cung cấp lượng lớn thực phẩm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Do đó, tình trạng dùng hóa chất ngâm thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của rất nhiều người dân trên phạm vi rộng. Quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu cần lưu ý, chỉ chọn mua những sản phẩm tại các địa chỉ uy tín. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể dựa vào mùi hăng để nhận biết rau củ bị ngâm chất tẩy trắng. Nguyên liệu khi mua về cũng cần được rửa dưới vòi nước xả mạnh nhiều lần để giảm tối đa các chất hóa học trên thực phẩm nếu có.